Chị Nam đang làm gì vậy? Ôi đói bụng quá à con. Vậy mẹ ăn gì không? Con làm cho. Thì con có món này ngon lắm. Ôi. Con sẽ mua cho mẹ bánh mì sandwich để ăn cùng với lại mứt gấc chanh leo. Dạ ngon rồi nha. Ok là đợi con tí con đi mua. Vậy là tôi nhanh tay lẹ chân chạy xuống cửa hàng tiện lợi, mua liền một bịch sandwich cho chị Nam yêu dấu. Dạ con sẽ làm sandwich cho mẹ ăn nha. Con làm đi con. Có một dạo mấy bạn hỏi là mắt của mẹ mình bị cái gì á mà bên trong thấy có một cái vòng. Thì thật ra là mẹ của mình bị đục thủy tinh thể. Bạn đừng có lo vì đây là gen di truyền cho nên chị Nam vẫn thấy đường bình thường nha. Bởi vậy á mình thường xuyên bổ sung cho chị Nam những cái chất giúp cho chị Nam sáng mắt như là vitamin A. Mẹ của mình á thì thường xuyên sử dụng gấc chanh leo. Mức này á mà ăn cùng với lại bánh mì sandwich để cứu đói đêm khuya cho chị Nam thì cực ngon luôn. Hoặc là các bạn sẽ sử dụng cái mứt gấc này để mình pha cùng với lại nước ấm và một ít chanh. Trời ơi ban đêm uống cái này là ấm bụng cực kỳ. Ủa? Sao hoành tráng như vậy con? Chứ sao, phục vụ chị Năm tới tận giường tận răng. Trời ơi. Mứt gấc chanh leo thì rất là ngon luôn. Bên trong sẽ có vitamin A và lycopene giúp cho các bạn sáng mắt, giữ dáng và đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa, bổ sung vitamin C. Ủa mà mẹ ơi, cho bé xin uống ké ăn